Anh đi lại gần nó luôn đi. Đi lại gần luôn không sao đâu. Em có tiếng sóc em mở lên nó lại à. Này thử tiếng sóc đen nha anh em. Tiếng mà hay bán cho anh em á, thuận chiên bán mấy cái file sóc rồi file tròn rồi file chim sẻ, file chim đêm. Anh em nào cần gì thì liên hệ số điện thoại của Thuận. Thì đây là con sóc đen ở trong cái khu giải trí, khu này hai anh em đang đi chơi đó, nó nghe tiếng là nó không có đi anh em. Nó mở lên đó, đó 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 đó. What?